Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình ảo thuật của ảo thuật gia Phong Cận TV, đẹp trai những hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Ta-da! Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Cận TV đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay, như các bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết rồi, mình sẽ biểu diễn một tiết mục, à không, không phải là một tiết mục mà là rất nhiều những tiết mục ảo thuật của mình ở trong Minecraft nha các bạn nha. Chắc hẳn rằng là mấy bạn đã xem mình biểu diễn ảo thuật ở ngoài đời trong cái buổi fan meeting của Hero Team này đúng không? Mình sẽ biểu diễn ảo thuật ở trong Minecraft luôn. Nghe ghê không các bạn? Khá là vui đó nha. Và hôm nay sao mà tôi diễn ảo thuật mà sao không thấy có khán giả nào hết vậy ta? Chẳng lẽ là không có ai muốn coi mình biểu diễn ảo thuật hả chạy? Các bạn fan cũng muốn coi mình diễn ảo thuật không thì hãy nhớ nhấn nút like video này để cho mình biết nha. Mà bây giờ ở bên dưới đây bạn đang thấy là không có khán giả đúng không? Thật ra là có đó các bạn. Mình sẽ biểu diễn tiết mục đầu tiên là biến ra khán giả cho bạn xem nha. Ok, ở chỗ này mình đang có một cái hộp màu tím. Thì như bạn thấy cái hộp màu tím này á, chúng ta có thể chui vào trong đây được. Và trong cái hộp này hoàn toàn không có một ai hết, bạn thấy không? Đó, không có ai bên trong hết luôn nha. Đây, nhìn xung quanh nè, thấy chưa? Ok, bây giờ mình sẽ đóng nó lại. Rồi, ok, mình đã đóng xong rồi nè. Thì như hồi nãy bạn thấy là trong cái hộp này không có ai đúng không các bạn? Bây giờ á, mình sẽ ba la xì bùa cái bạn xem này nha. ba la, hồ biên. Đó, mấy bạn thấy không? Lửa đang cháy ở trên cái hộp, các bạn thấy không? Đó, và chuyện gì sẽ xảy ra đây? Bây giờ mình sẽ đếm 1, 2, 3 và sẽ có một cái điều bất ngờ cho các bạn nè. 1, 2, 3, xuất hiện. Tên 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 giới thiệu với mọi người. Đây chính là tất cả thành viên của Hero Team. Ủa, mình lại đây. Ủa, này em. Tại sao tụi mình ở đây vậy? À đấy. Vậy là bây giờ mình đã có khán giả để mình diễn ảo thuật rồi các bạn ơi. Đó, hello mọi người nha. Ủa sao mọi người bất ngờ vậy? Có chuyện gì đây vậy? Ủa Phong ơi, ủa sao mình lại ở đây? Mình nhớ là hồi nãy mình đang ở nhà mình chơi game mà sao giờ tự nhiên cái mình ở trong bên trong cái hộp này vậy? Nghe cộng tôi với Sammy đang chuẩn bị mua đồ rồi lại một cái đầm rất là đẹp luôn mà ông biết tôi tới đây làm sao tôi mua được đồ. Mọi người bình tĩnh. Trời ơi, tôi mời mọi người đến đây, tôi biến mọi người tới đây á để tôi diễn ảo thuật cho mọi người coi. Không có mời nha, cái này là ông bắt cóc của tôi nha. Đồ ăn mất cái hộp này. Trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ nè mọi người coi tôi diễn ảo thuật đi, rồi một tí nữa tôi cho mọi người kim cương được không? Trời ơi, đúng là nhà ảo thuật gia tài ba. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà sao tôi mới vừa nói nè, tôi cho mọi người kim cương cái mọi người khen tôi quá trời, khen tôi ảo thuật gia tài ba đẹp trai gì đâu vậy? Cái này tôi thấy ông gọi là dễ biểu với ông tôi hay nên bây giờ mọi người tới đây xem đúng không mọi người? Thôi đi, ngồi xem không có được nhiều, ngồi xem đi. Ủa gì kỳ vậy ta? Ủa vậy là mọi người thích mình diễn ảo thuật thiệt hay là mọi người thích kim cương mà mọi người có vẻ vui với ta? Vỗ tay. Rồi ok, vậy cũng được. Ok, rồi được rồi bạn ơi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với những màn ảo thuật của mình ở trong Minecraft mọi người nha. Bắt đầu thế nào? Let's go. Rồi, bây giờ tôi sẽ biểu diễn tiết mục ảo thuật đầu tiên cho mọi người xem nha. Thì tiết mục này có tên là con bò biết bay. Tèn. Gợi chưa? Cái này lạ nha, cái này lạ nha, lần đầu mình nghe luôn á Phong ơi. Ê Phong ơi, ông Bình Dương chưa đủ bây giờ, tôi đọc ông là độc lạ Bình Dương, cái gì kỳ vậy? Trời ơi, ảo thuật gì mà con bò biết bay, trời tí con siêu nhân biết lừa không vậy? Trời ơi, mấy người này không biết gì hết trơn á, mọi người đã bao giờ nghe cái bài búp bơi bàn bông biết bay, búp bơi biết bò, con bò biết bay. Đúng. Ê mọi người, mình nói mọi người nghe nè, ảo thuật á là nó phải đem đến sự bất ngờ phải không? Đúng rồi. Bây giờ á chúng ta coi Phong đi. Nhiều khi Phong làm bất ngờ lắm. Nè, tôi nói mọi người nghe nè, tính ra nha là người ta biểu diễn con chim biết bay hay là con đại bàng biết bay rất là bình thường, con này con bò mà nó biết bay luôn, mọi người không thấy bất ngờ hả? Bây giờ mọi người coi tôi nè nha. Ok, đầu tiên tôi cần phải biến ra con bò đã. Đây các bạn thấy không, có hai con bò nè, bây giờ mình đã chuẩn bị hai con bò ở trên đây rồi bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ biểu diễn tiết mục con bò biết bay cho các bạn coi nha. Sao mình để xem coi chứ ông làm cái gì đây, không có cái gian nha. Yên tâm đi, tôi không có ăn gian.
ông cột dây luôn. Trời ơi, coi tôi nè, bây giờ đầu tiên tôi sẽ ví dụ trước mọi người xem. Ở bên đây có một con bò, nó đang đứng ở trên một cái block gỗ. Thì bây giờ á mình sẽ đào mấy cái block này ra, thì mình hỏi mọi người nè, nếu như mình đập cái block cuối cùng ở trên đây á thì con bò nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị gì mọi người? Bị rơi xuống rồi. Nó sẽ bị rơi xuống. Thấy không? Nó bị rơi xuống rồi nè, và sau đó là mình sẽ đánh nó thành cục thịt bò luôn. Rồi à. Từ từ, để xíu, chưa đây. Nhưng mà con bò này khác nha. Con bò này á thì mình sẽ sử dụng phép thuật của mình để mình biến cho nó bay lơ lửng trên trời luôn. Mọi người chuẩn bị coi này nha. Mình sẽ đập cục này, đập cục này đi. Rồi ok. Rồi chuẩn bị coi nha. Tôi đập cái cục cuối cùng rồi tôi úm la con bò đứng im nè. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Úm la. Đó, thấy không? Ủa, gì vậy? Gây không? Gây không? Gây không? Ủa sao đây nè? Gây chưa? Làm sao có thể? Ủa, cẩn thận Phong tận gọi là để cái dây leo. Ê, kiểm tra coi có dây leo không? Hãy coi coi là Phong làm gì chơi, có cọng dây nào ở đây? Đây, mọi người cứ kiểm tra thoải mái đi. Con bò nó đang bay trên trời thiệt á. Mọi người nhìn nè. Ủa sao cái này nó dừng lại vậy? Ừ, từ từ Sam ơi, bây giờ đấy. Sam để ý nè, cái này là không những là có con bò mà nó còn có gọi là cái gì ta, mấy cái block nó đang bể ra, nó còn bị đứng yên luôn nè. Thôi được rồi, bây giờ mọi người xuống dưới ngồi đi, tôi diễn tiếp cho mọi người coi nè, mọi người ồn ào quá. Mấy bạn có thấy mình biểu diễn ảo thuật hay không mấy bạn? Hiện tại con bò đang bay trên trời nè, và bây giờ mình chỉ cần úm ba la một cái là con bò sẽ rơi xuống lại nè, mọi người coi này nha, chuẩn bị đi nha. Úm ba la hồ biết con bò rơi xuống. Đó, ghê chưa? Wow. Trời ơi. Ảo chưa? Được rồi. Nghe dữ vậy. Và đó chính là tiết mục đầu tiên của Phong con bò biết bay. Xin một chàng pháo tay nào. Rồi, ok. Rồi, tiết mục tiếp theo cũng là một tiết mục rất là đặc biệt. Tiết mục được mang tên con bò biết cười. Nghe ghê không? Ủa cái gì vậy? Sao tiết mục không tận bò vậy ông nội? Đợi một tí. Với cái tiết mục này á thì tôi cần phải có một người hỗ trợ, thì tôi xin mời Kairon lên đây để diễn cùng với tôi. Xin mời Kairon. Hân hạnh quá. Được hỗ trợ YouTuber ảo thuật. Lát đồng ảo thuật con dám bay không? Có, tí nữa mình ảo thuật cho chạy con dán lên trời rơi xuống luôn. Ok, được rồi. Và bây giờ thì mình đã có một người bạn trợ diễn, đó chính là Kairon. Từ ngoài đời thật cho đến trong game, Kairon lúc nào cũng sẽ diễn cùng với mình các bạn ơi. Rồi, và bây giờ mình sẽ cần phải có một cái tủ để nhốt Kairon vào trong đó. Ok, chuẩn bị cái tủ thôi, let's go. Rồi, ok, bây giờ chỗ này mình đã chuẩn bị một cái tủ màu nâu để có thể bỏ Kairon vào trong đó. Rồi, mời Kairon vô yeah, tủ. Vô. Rồi, ok, mà khoan đã, từ từ, mấy bạn đang nghi ngờ đúng không? Rồi, Kairon ra ngoài cho mình kiểm tra cái tủ trước đi. Nè, mấy bạn coi nè, ở trong cái tủ rồi có gì hết nha. Rồi cái đó chui vô đi cây. Chui vô. Rồi đó, được bây giờ đóng cái tủ lại nè. Em Phong nha, không chơi okay. Nha, biến Kairon thành con gì là tụi tôi anti ông quá. Trời ơi, bạn thân ông đó. Anti ban bao cỡ. Yên tâm, tôi sẽ biến Kairon trở thành một người rất là đẹp trai. Ok, chuẩn bị nè, mọi người coi này nha. Chuẩn bị gặp xoái ca. Úm ba la. Úm ba la, úm ba la hồ biến. Rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Và xoái ca xuất hiện. Tôi sẽ biến Kairon trở thành một người rất là đẹp trai. Trời ơi, trước giờ Simmy, Simmy gì vậy? Trời ơi, rồi Simmy đang xuất khỏi thế giới luôn các bạn ơi. Từ từ để tôi nhìn quay đây là ai đây? Đây. Mình nghĩ rằng là chắc các bạn fan đang xem video, chắc các bạn cũng biết đây chính là ai đúng không? Đúng vậy, có cái chỏm tóc màu đỏ nè, các bạn thấy không? Đây chính là Kairon. Tiết mục ảo thuật này có tên là con bò biết cười, cho nên Kairon đã biến thành con bò cười rồi các bạn ơi. Ghê chưa? Ghê gì hay mà. Thôi được rồi, bây giờ mình đã diễn xong rồi đó, mình đi về nha. Vậy thì bây giờ Simmy chui vô cái hộp cho đi, Phong sẽ biến cho Sim trở thành con bò luôn để hai người yêu nhau. Con bò này im đi, con bò này đang nói gì vậy? Trời tầm lao. Được rồi. Gọi là người cho tôi nhanh. Rồi, tôi sẽ biến Kairon trở lại bình thường. Chui vô đi con bò, chui vô. Rồi, đóng lại nha. Được rồi, bây giờ tôi sẽ biến nha. Úm ba la hồ biến. Rồi, mở ra Kairon biến thành người nè. Wow, xinh đẹp. Hay chưa? Ông tin được mình biến thành con bò
luôn trời. Đó là trời. Ghê trời. Vâng. Nghĩ sao vậy? Và vừa rồi chính là tiết mục ảo thuật con bò biết cười của mình. Các bạn thấy như nào? Xin một chàng vỗ tay. Cảm ơn mọi người. Cái này hay mà ta. Rồi được rồi, bây giờ Sim không thích tiết mục này đúng không? Rồi tôi sẽ diễn tiết mục khác cho Sim coi. Đây, Sim khó tính quá bạn ơi. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết mục tiếp theo. Sẽ là tiết mục Cơn Mưa Kim Cương. Cơn Mưa Kim Cương. Nghe khoái liền, nghe khoái liền. Tiền về. Ôi, okay. thích kim cương Phạm ơi. Được. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn với mọi người xem. Rồi, trước tiên ấy, tôi phải cần có kim cương đây đã. Mọi người cho tôi mượn mỗi người ít kim cương coi. Ủa? Ê, không. Ông ơi. Khôn như ông quê tôi sách đầy rồi. Nghĩ sao vậy, dụ tôi vậy? Không có đâu. Trời ơi, bây giờ nè, ok, mình được. Mình là bạn thân của bạn nên là bây giờ mình sẽ tin tưởng bạn. Mình cho bạn kim cương. Được. Bây giờ, cái đó cho mình xin 5 viên kim cương thôi. 5 viên thôi nhiều quá. Mình chỉ cần 5 viên thôi, một tí nữa mình trả lại cho bạn một núi kim cương luôn. Thấy người này được không lấy. Được. Trời ơi, sao đó xin mới đứng tin. Ok. Nè Kai, trả lại bạn nè. Đó, mình chỉ lấy 5 viên kim cương thôi. Rồi ok. Bây giờ á, trước tiên á là mình sẽ biểu diễn cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ làm cho viên kim cương bay ở trên trời cho bạn coi nha. Nè, mấy bạn nhìn lại nha. Đầu tiên á thì viên kim cương khi mà chúng ta giục nó xuống đất cái này nè thì nó sẽ bị rơi xuống đất, bạn thấy không? Nè coi nè, giục xuống nè, nó sẽ rơi xuống đất. Đó. Bởi vì viên kim cương nó cũng như là con bò vậy á, nó không thể nào bay được, bạn hiểu không? Đó. Nhưng khi mà mình chỉ cần ba là hồ biến và mình quăng lên. Đó, viên kim cương đang bay lơ lửng. Wow, cái gì? Rồi tiếp nè, chưa từ từ xuống dưới coi. Trời, tôi đang diễn mấy người này cứ lên sân khấu hoài vậy. Lạ quá, nó lạ. Coi lại nè, độc lạ quá. Hơi đó, tôi sẽ để cho mấy viên kim cương bay trên trời luôn đó, thấy không? Dễ chưa, dễ chưa? Ở Canada. Ôi chết, cái này giống kiểu ơi nè mọi người cứ tôn trọng tôi như vậy. Tôi đang diễn ảo thuật mà sao mọi người cứ lên sân khấu hoài vậy? Xuống dưới đây. Nãy giờ nhịn dữ lắm rồi nha chị em xin sam này á. Ta là nhịn ảo thuật da, trời ơi, lên sân khấu quậy quậy. Lên chạm thử coi có phải đồ thật không, lỡ đồ giả dán hình sao, lỡ đồ giả dán hình sao biết được đúng không? Đây mấy bạn nhìn nè, hiện tại mấy viên kim cương nó đang bay ở trên trời, bạn thấy không? Nó đang lơ lửng trên trời này, thấy không? Đó, và chỉ cần một cái búng tay của mình thôi thì ngay lập tức mấy viên kim cương sẽ rơi xuống nữa, bạn coi này nha. 1, 2, 3 Hui! Đó! Ghê chưa, ghê chưa? Đúng rồi. Trời ơi, quá là đỉnh luôn. Trời ơi, sao ông ghê dữ vậy trời? Bình tĩnh, chưa. Mới chưa luôn hả? Mới có cái tiết mục đơn giản thì thôi mà mọi người đã hò hét quá trời rồi. Mọi người xem nè, bây giờ á tôi chỉ cần trả lại cho Kai 5 viên kim cương này luôn nè. Đó, trả cho Kai. Rồi. Bây giờ á tôi chỉ cần ba la một cái thì ngay lập tức một điều bất ngờ sẽ xuất hiện. Chuẩn bị coi này nha. 1, 2, 3 ba la hồ biên và một cơn mưa kim cương sẽ xuất hiện. Tên. Trời ơi, kiếm đó. Cương tiền về. Thấy không? Tiền. Ơi, rất là nhiều kim cương đang rơi xuống luôn nè, bạn thấy không? Đó, kim cương trên trời rơi xuống lụm. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, coi phần gì đó mà trời luôn. Tôi hết, đừng ai lụm hết. Trời ơi, bạn thấy không? Hồi nãy á tôi kêu tôi biểu diễn ảo thuật, tôi tặng kim cương cho mọi người thì mọi người không tin đâu. Bây giờ nguyên một cơn mưa kim cương rơi trên trời xuống nè. Khoan, từ từ, bình tĩnh. Mọi người thấy kim cương rơi trên trời xuống không? Bây giờ tôi chỉ cần ba la cái là cơn mưa kim cương nó sẽ kim cương sẽ bay lên lửng trên trời nè. Chuẩn bị nè. 1, 2, 3 ba la hồ biết tên. Đó, mọi người thấy gì chưa? Trời ơi, oh my god, kim cương. Những viên kim cương nó đang được bay lơ lửng ở trên trời. Đó, mấy bạn fan thấy hay không bạn? Nhìn nè. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy vụ này ngoài trong đời luôn á Phong ơi. Lần trời đầu tiên mình thấy cảnh tượng đẹp luôn á. Tôi đã nói rồi, ở ngoài đời thật á tôi đã diễn ảo thuật hay rồi, ở trong Minecraft tôi còn diễn hay hơn gấp trăm lần luôn đó, thấy không? Mấy viên kim cương đang bay nè. Rồi bây giờ từ từ. Bây giờ á tôi chỉ cần gì, nhiều tiền quá hả Sam? Trời ơi, Sam ơi, đúng không? Bê bê quá trời luôn, hèn chi vô không cần là đúng rồi, quá trời đúng luôn. Nhưng mà cần nhất trời. Ủa là sao, có nghĩa là Sammy à, Sammy yêu kim cương hay là Sammy thích tôi? Thôi xê, đúng là bạn thân của mình. Trời ơi, sau này bạn diễn ảo thuật á, bạn cứ nhắc mình tới nha. Ok, sao mà bình thường mình thấy á, mọi người không bao giờ nói là yêu thương mình hay là bạn thân gì hết trơn, mà sao tự nhiên bây giờ mình tạo ra kim cương nhiều quá, cái mọi người ai cũng thân với mình hết vậy ta? Gì kỳ vậy? Trời đất ơi, tụi tôi là yêu thương ông bởi vì là ông một người tốt, hiểu không? Là thành viên cho tụi em. Rồi ok, thiệt không ta?
Ok rồi, được rồi. Bây giờ mọi người coi tôi búng tay cái là mấy viên kim cương nó rơi xuống lại nè. 1, 2, 3. Hey. Đó. Tiền về, tiền về, tiền về. Lầm đi mọi người. Lầm đi tôi cho mọi người hết luôn, tôi cho mọi người hết luôn. Trời ơi, lầm về rồi là mua làm mua nhà lầu xa hơi. Ở đây trong chi nữa rồi, đúng rồi các bạn ơi. Thật ra này các bạn, cái này là kim cương giả bạn, chứ không phải kim cương thiệt đâu. Tại vì kim cương thiệt á nha, là mình á, mình giàu từ lâu rồi chứ mình đâu cần phải đi diễn ảo thuật làm gì đâu bạn. Trời ơi, kim cương giả mà. Không có chích nào diễn nữa không? Diễn còn, tiếp còn, mình coi. Còn nhiều lắm, còn nhiều, tôi còn nhiều trò hay để diễn cho mọi người coi lắm. Rồi ok. Và tiết mục ảo thuật tiếp theo của mình được mang tên là biến ra ngôi nhà bạn ơi, nghe gợi chưa, gợi chưa? Trời ơi. Phong ơi biết sao không, nhà tôi bây giờ cũ, ông biến cho tôi ngôi nhà đi. Trời ơi, hai tụi mình là cũng là người yêu mà đúng không? Biến cho tôi ngôi nhà nào tôi cao cao nha, được không? Trời ơi, bà khôn quá ha. Trời ơi trời, tôi mà biến ra được nguyên ngôi nhà to đùng thì coi như là tôi giàu từ lâu rồi, chứ đâu cần phải đi làm YouTuber làm gì bà nội. Trời ơi trời. Ủa, được rồi. Sao? Đây đây, bình tĩnh mọi người, bình tĩnh. Tiết mục ảo thuật này của mình, trước tiên thì mình cần có một ngôi nhà trước đã. Bây giờ mình sẽ xây ra một ngôi nhà trước nha. A few moments later. Ok bạn ơi, và bây giờ thì mình cũng đã chuẩn bị xong một ngôi nhà nè. Thì bây giờ nha, tôi có cái việc này tôi muốn nhờ mọi người nè. Có ai ở đây có muốn thêm kim cương không? Rồi, bình tĩnh, ai cũng sẽ có phần hết. Bây giờ ở đây nè, tôi có chuẩn bị 3 cái cúp kim cương. Bây giờ nhiệm vụ mọi người á là mọi người phá giùm tôi ngôi nhà này. Ai mà phá được ngôi nhà tôi sẽ cho người đó kim cương, được không? Phong ơi, ông thách lộ người rồi, tôi là chùm phá nhà Phong ơi. Trời ơi, phá mọi người ơi, cầm cúp lên, phá nhà đâu nào mọi người. Rồi bây giờ mọi người phá đi, ok, hình như mấy bạn fan đang thấy thì hiện tại Kyron cùng với Simmy và Sammy đang phá ngôi nhà của mình, bạn thấy không? Đó. Ok, sau khi mà họ phá xong ngôi nhà của mình thì sẽ như thế nào? Tất nhiên rồi, ngôi nhà sẽ biến mất ở trên sân khấu luôn. Và nhưng mà mấy bạn quên mất mình là ai rồi sao? Mình là ảo thuật gia và bây giờ mình sẽ biểu diễn lại một tiết mục biến lại ngôi nhà cho bạn coi nha. Ok, đạp xong chưa? Đạp xong chưa? Trời ơi, xong rồi. Lâu quá trời đó tôi á. Mọi người chỉ cần đập hết cái ngôi nhà này là tôi sẽ tặng cho mọi người 100.000 kim cương. Trời ơi, thiệt luôn á, là không có công việc gì mà nó nhàn vậy luôn á mọi người. Chỉ cần đập nhà là có tiền. Đúng rồi. Người ta nói phá làng với xóm là bị đánh đây, phá làng với xóm tự nhiên. Rồi ok. Xong rồi đúng không? Rồi, như bạn đang thấy hiện tại ngôi nhà đã bị đập bể tung ở trên đây rồi, biến mất luôn rồi đúng không? Nhưng mà không, bây giờ bạn hãy coi nha. À, tôi chỉ cần dùng một chút gọi là thần chú của tôi. Ba la hồ biến ngôi nhà xuất hiện lại. Chà! Đây mấy bạn thấy thì hiện tại ngôi nhà đang xuất hiện lại rồi. Đó, thấy chưa, ngôi nhà xuất hiện lại nè. Hồi nãy mọi người đập đúng không? Bây giờ xuất hiện lại nè, nó đang xây lại nè, thấy không? Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Ảo ma Canada vậy? Lần đầu tiên mình thấy cái này luôn á. Cái gì? Thấy chưa, ngôi nhà đang được xây lại luôn nè, ghê chưa? Xong. Wow, trời ơi. Hồi nãy mình có bảo với mọi người là mọi người phá nát cái ngôi nhà này của mình thì mình sẽ tặng cho mọi người kim cương. Nhưng mà rất tiếc mọi người đã không phá được, bởi vì ngôi nhà đã xuất hiện lại rồi, cho nên mọi người sẽ không có kim cương nha. Cái gì vậy? Trước giờ tôi chỉ nghe tóc mọc chứ đâu nghe nhà mọc đâu. Trời ơi, cái gì mà ảo vậy? Đúng rồi. Trời ơi. Đúng không? Ảo gian gì? Cái tiết mục của tôi vừa rồi á được gọi là tiết mục quay ngược thời gian. Thì các bạn thấy hồi nãy á mọi người đã đập nát ngôi nhà của mình rồi, nhưng mà mình chỉ cần ba la một cái thôi, ngôi nhà đã xuất hiện lại, các bạn thấy không? Đó. Ơi, xin một tràng pháo tay, Trời ơi, diễn nãy giờ đưa tay. Trời ơi, ghê quá. Ok rồi. Được rồi, thì từ nãy giờ bạn thấy mình diễn thật hay không các bạn? Hay đúng không bạn? Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tiết mục tiếp theo nha. Và đến với tiết mục tiếp theo của chúng ta cũng là một tiết mục cuối cùng cực kỳ đặc biệt luôn các bạn ơi. Bạn biết tiết mục này là gì không? Đằng sau lưng của mình sẽ giới thiệu mọi người. Nó đang có một cái hộp bằng kim cương. Đó, vậy xem, vậy Sam. Quay làm gì vậy? Đi ra. Cái đó đi ra. Ủa, tao đập hả? Mình tưởng đâu mình đập đây cho tụi mình đập. Cậy đi kim cương mà, người cậy đi kim cương thích quá à. Trời ơi, mấy cái người thiệt tham lam ghê luôn. Tôi nói nè, không có được đụng vô cái này. Đây là một cái căn phòng không phải bình thường đâu. Bây giờ tôi mời mọi người chui vô cái phòng này đi. Rồi chui vô đi mọi người. Cái gì vậy? Trời ơi, như tôi ngu như bò vậy. Trời, nghĩ sao vậy? Dụ tôi vô biến thành con bò biết cười ấy vậy. Trời ơi, sao mà biến thành con bò cười đúng không Phong? Không phải. Trời, mọi người tin mình đi. Mọi người chui vô đó xong rồi mọi người sẽ có một cái bất ngờ. Ví dụ như là nguyên một cái núi bằng kim cương thì sao? Trời ơi, mới liền chui vô đây. Vô luôn, vô luôn. Vô chui vô. Vô thế giới nào, vô trong Minecraft.
Rồi được rồi, nhưng mà không sao, tôi cũng sẽ chui vô cùng mọi người luôn. Bởi vì á, một tí nữa sẽ có một cái này rất là bất ngờ cho mọi người luôn nè. Ok mọi người coi này nha. Ba la, tôi làm phép. Ba la hồ biến. Rồi, tôi mới vừa hồ biến xong rồi đó. Bây giờ mọi người đã chuẩn bị xem điều bất ngờ chưa? Ê, có khi nào mình mở cửa ra xong có một cái núi kim cương nó trước mặt mình không ta? Trời ơi, chắc chắn là vậy rồi. Trời ơi, tất nhiên là sẽ có một cái điều rất là bất ngờ dành cho mọi người rồi. Bây giờ chuẩn bị nha, chuẩn bị mở cửa nè. Một, bắn xin, bắn hai, tên. Ba, tên. Biển kim cương. Ủa? Sao? Ủa? Gì đây? Ủa gì? Không có gì trơn vậy? Vừa rồi chính là tiết mục ảo thuật biến mất làng Hero Team. Bây giờ làng Hero Team đã biến mất rồi. Tên 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 tên. Sao mày làm ảo thuật cái gì Phong? Mình báo quá chứ Phong. Trời ơi, tôi biểu diễn ảo thuật vậy là quá hay, còn gì nữa. Nguyên ngôi làng mà tôi biến mất luôn, giờ xung quanh là bãi đất trống luôn, không hề có ngôi làng nào luôn. Trời đất ơi, dạ. Tôi đang có nhà của họ, bình thường tự nhiên thành vô gia cư vậy ông nội. Trời ơi, thiệt luôn á, mấy người này không biết gì hết trơn á. Bây giờ á, mọi người không có nhà ở thì bây giờ mọi người đi sinh tồn đi, đúng không? Bây giờ tạm biệt mọi người nha, tôi đi đây, bye bye mọi người. Bye bye, see you again. Boom. Trời ơi, chạy lại quá dạ, vô đây đánh lại đánh. Ủa không, nó mất tiêu luôn rồi mọi người ơi. Ủa, không còn, ông đâu rồi? Vậy là bây giờ chúng ta sẽ kẹt ở cái chỗ này luôn á. Này con không về rồi, trời ơi. Trời ơi, Phong ơi, tôi sợ lắm. Tôi khóc đây nè, Phong ơi. Trời ơi bạn ơi, mới vừa tròn cái tí xíu thôi á mà mọi người đã hốt hoảng lên rồi. Thật ra nha là mình đã dịch chuyển mọi người đi đến một chỗ khác, chứ ngôi làng Hero Team không hề bị biến mất đâu mọi người ơi. Và bây giờ á mình cũng biến mất luôn rồi, mình đang núp ở đằng sau này, mọi người không biết mình ở đây. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như anh em thích video này, và đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt, bye bye. Hero Team, Hero Team.